Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục lỗi Generate Fill trong Photoshop. Thì như cũng mọi người cũng biết đó, thì cái tính năng Generate Fill này thì chúng ta khi chúng ta sử dụng đó, thì có một số thời điểm là chúng ta không thể sử dụng được, tại vì nó quá chậm. Nó chúng ta nhập lệnh vào rồi chúng ta thực thi thì nó cứ quay mãi quay không ra kết quả. Đặc biệt là nó rất hay bị lỗi những cái lúc mà thường là buổi tối và những giờ cao điểm, như tầm khoảng 7-8 giờ cho tới khoảng 10 giờ đêm á. Còn ví dụ như trong 5-6 ngày nay thì ba tuyến cáp quốc tế hiện đang bị đứt, thì mạng nó kết nối ra nước ngoài là cực kỳ chậm. Thì khi chúng ta nhập một cái lệnh ví dụ như là như vậy đi, thì nó sẽ chạy hoài 5-10 phút hoặc là 20-30 phút, nó vẫn không ra được kết quả. Chúng ta làm đi làm lại, có cố gắng thế nào thì nó cũng không thể nào ra kết quả được. Tại vì do cái kết nối ở đây là kết nối của đường truyền quốc tế, kết nối từ máy của chúng ta này tới server của Photoshop, server của Adobe đó, nó bị chậm thì chúng ta sẽ không có được kết quả mong muốn nha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách khắc phục cái điểm này bằng một cái phần mềm rất đơn giản mà anh em trên mạng hay gọi là 1111 đó. Đợi ba một chút nha. Lấy ông chó cho cô hả? Này, cô bỏ ra kia đi, đợi ba một chút nha. Thì bây giờ cách khắc phục như thế này. Thì chúng ta cứ lên Google, chúng ta chỉ cần gõ cái tên phần mềm là 1111. Đấy. 1.1.1.1 á. Rồi chúng ta vô cái kết quả này. Đây, rồi chúng ta tải cái app về. Nếu mà Mac thì mình tải cho Mac OS, còn Windows thì mình tải cho Windows nha. Mình tải về, mình bấm vào đây tải về. Sau khi tải về thì chúng ta tiến hành cài đặt như bình thường thôi. Chỉ cần mở lên rồi open rồi net thì chúng ta sẽ cài xong. Cài xong thì chúng ta mở lên thì nó sẽ hiện ở đây. Chúng ta nhấn vào. Chúng ta chỉ cần bật cái này lên. Rồi đợi khoảng 1-2 giây là nó báo là connected á, là lúc đó chúng ta đã sử dụng được bình thường. Lúc đó là máy của chúng ta đã được kết nối qua một cái server của nước ngoài, gọi là VPN á. Máy ảo á, máy riêng ảo nước ngoài á. Thì chúng ta sẽ quay trở lại Photoshop và chúng ta thử lại cái Generate Fill này. Chúng ta thấy là kết quả chúng ta nhận được nó sẽ rất là nhanh. Chỉ tầm 5-10 giây thôi. Có khi còn nhanh hơn là chúng ta sử dụng mạng bình thường á. Đây, cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Đây là mình quay tốc độ bình thường, mình không có tua nhanh gì hết nha. Đây, tốc độ mình cứ để tốc độ máy bình thường thôi, mình không có tua gì cả. Đó, chúng ta thấy thì chắc chỉ trong tầm khoảng 7-8 giây là nó đã ra được kết quả rồi. Rất nhanh nha. Đây, mình thử này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 giây. Đây, 9 giây có kết quả. Có vẻ lần này hơi chậm hơn những lần trước, nhưng mà nói chung kết quả là cũng rất là ok, sử dụng rất là nhanh nha. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong cách khắc phục lỗi Generate Fill chậm á. Thì mọi người ai mà có nhu cầu sử dụng cái phần mềm bản quyền của Adobe thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 119 534. À, ở đây mình nói thêm là cái tính năng Generate Fill này chỉ sử dụng được khi mà chúng ta sử dụng cái bản quyền của Adobe thôi nha. Còn khi chúng ta sử dụng Plug thì chúng ta không thể sử dụng được tính năng này. Tính năng này đã bị vô hiệu hóa trên các bản Plug từ tầm khoảng ngày 11-12 tháng 9 năm 2023 đó. Đấy. Thì khi chúng ta muốn sử dụng tính năng này thì chúng ta phải sử dụng tài khoản bản quyền nha. Thì ai có nhu cầu xin liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc Zalo là 0979 119 534 nha. Mình có hỗ trợ cài đặt, tư vấn và khắc phục tất cả những lỗi của Adobe nha. Rồi, cảm ơn mọi người.